Hãng hàng không tư nhân Vietjet Air đang có kế hoạch phát hành trái phiếu trị giá khoảng 300 triệu đô la để mở rộng nguồn vốn. Ông Lưu Đức Khánh, tổng giám đốc Vietjet Air cho biết, công ty sẽ huy động khoảng 200 đến 300 triệu đô la sớm nhất vào quý 2 năm nay nhưng vẫn chưa quyết định xem liệu sẽ phát hành trong nước hay quốc tế. Việc phát hành trái phiếu sẽ giúp công ty có thêm tiềm lực tài chính để mua thêm 100 chiếc máy bay A320 của hãng Airbus trị giá khoảng 9 tỷ đô la Mỹ, đồng thời phát triển và bảo trì các thiết bị. Trong tháng tới, công ty sẽ chọn một công ty tư vấn quốc tế cho việc chào bán cổ phần và trái phiếu. Hãng hàng không Vietjet Air đang muốn khai thác vào thị trường khách hàng sử dụng dịch vụ lần đầu và khách hàng thuộc giới trẻ nhằm cạnh tranh với các hãng hàng không giá rẻ khác như là AirAsia và Bangkok Airways. Theo đại diện của Vietjet, doanh thu của hãng trong năm 2014 đã vượt mức chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra của hội đồng cổ đông. Dự kiến năm 2015, hãng này sẽ đạt 13,5 ngàn tỷ đồng, cao hơn mức 8,1 ngàn tỷ đồng của năm 2014.